Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera tiếp theo là camera Diệu Lan ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mời cô ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, cho con hỏi một câu hỏi cho bạn đồng tu của con ạ. Bạn đồng tu của con hiện giờ là chưa sinh hoạt vào đạo tràng nào, nhưng mà có cái ý niệm là để khi nào mà có bệnh thì để xem cái đạo tràng nào mà hộ niệm giỏi mà có danh có tiếng thì chúng con mới xin vào đó. Thầy, vậy thì cái ý niệm của chúng con như vậy có đúng hay sai? Xin thầy cho chúng con lời khuyên ạ. A Di Đà Phật, con tri ân thầy ạ. À, A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Làm như vậy cũng được, nhưng mà hình như hơi sơ suất. Vào sinh hoạt với người ta thì mới biết là tốt hay xấu. Chứ đứng ở ngoài mà chụp hình vào thì chưa chắc gì tâm mình đó là xấu hay tốt đâu. Nhớ nha, nói với bạn mình. Tốt cũng do mình, mà xấu cũng do mình. Có nhiều đạo tràng làm tốt lắm đấy, nhưng mà mình tới nhiều khi mình nghĩ người ta không làm đúng theo cái mình thấy thành là xấu. Là có thể là tại mình không sinh hoạt, chứ mình không biết cái quy tắc của đạo tràng đó. Thí dụ mình không hộ niệm thì mình không biết là những cái gì hộ niệm cần, cho nên khi người ta làm đúng theo hộ niệm mình thấy à không đúng với ý của mình cho người ta xấu thì làm sao. Cho nên đừng nên chọn lựa phân vân. Đừng bao giờ nghĩ rằng là để tôi có bệnh rồi tôi mới mời đạo tràng. Phải kết duyên với người ta. Chính cái duyên này nó giúp cho mình được lợi lạc. Mà không có duyên thì nhiều khi cũng là cái đạo tràng nó tốt ơi là tốt, mà không có duyên người ta cứ không được. Nên nhớ cho, chính Đức Thế Tôn là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng nói cái câu là Phật không thể nào cứu được kẻ vô duyên. Ngài muốn một người sắp xuống địa ngục chỉ cần gặp Ngài, bái chào Ngài một cái thôi để mà Ngài nói một vài câu. Mà người đó không chịu bái chào này, Ngài chọn lưng Ngài xuống gì. Sau cùng rồi cũng bịt mắt lại nhìn xuống đi. Ông Cồ Đàm ơi đừng bắt tôi được tôi không muốn gặp ông. Thì thôi Ngài cũng đành chấp nhận là chịu thua, cho Ngài có cái thần lực nào mà có thể cứu được cái nhân quả của người đó. Cho nên muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin nói người bạn này nên kết duyên, là thành khẩn kết duyên với một cái đạo tràng. Nếu tới đạo tràng mà đạo tràng yếu quá, mình làm cho cái đạo tràng đó mạnh lên. Nếu đạo tràng đó xấu xấu, mình làm cho đạo tràng tốt hơn, thì đó là gọi là cái tinh thần xây dựng. Còn nếu mà mình chọn cho một đạo tràng tốt, mình chọn mãi sợ rằng là suốt cuộc đời mình không tìm ra một cái chỗ nào vừa ý với mình, vô tình chúng sanh thì tốt xấu không biết, mà chính mình chỗ nào cũng xấu hết trơn, do tại vì kén chọn nhiều quá mà thành ra nó khó khăn như vậy. Cho nên nên mong cái người bạn này nên mau mau tìm chỗ kết duyên để cho người ta giúp mình mới là hay. Chứ đứng ngoài nhìn vào nhiều khi mình thấy tốt mà làm xấu, mà nhiều khi mình thấy người ta xấu mình xấu hơn, tại vì mình cứ kén chén chọn mãi. Kén chọn là một cái chấp trước của mình, nó làm cho cái đường vãng sanh mình khó lắm đây nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng được trả lời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay lớn. Con xin cảm niệm tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn khai thị và trả lời câu hỏi.